một trong những cái dịch vụ thẩm mỹ mà các bạn nam cũng rất ưa chuộng hiện nay. Hiện nay tại bệnh viện thẩm mỹ U thì cũng rất nhiều bạn nam tới đây, và điển hình là những cái bạn mà trên 30 tuổi thì cái bụng rất là to, có thể là do mình làm việc văn phòng hoặc là mình không có nhiều thời gian vận động thì cái bụng nó tích tụ hàng ngày trong lòng học và không có cách nào làm nó xuống được. Chúng ta tập thể dục tập ra là rất là khó. Và cái việc bụng to này nó rất nhiều ảnh hưởng chúng ta. Đầu tiên là nó có thể phát sinh những triệu chứng như là ngủ ngáy này, nó làm cho chúng ta không thể nằm ngửa được. Rồi khi nằm ngửa đó, cái bụng nó đè lên cái bụng chúng ta thì chúng ta không nằm ngửa được, chúng ta phải nằm nghiêng, mà nằm nghiêng lâu ngày thì nó đau cuộc sống chúng ta. Cái bụng nặng nó làm chúng ta lười vận động hơn và nó tác động lên những cái khớp như là khớp gối, khớp háng, khớp gót của chúng ta. Thì những cái tác động này về lâu dài nó sẽ gây thoái hóa khớp và gây tổn thương khớp, và cũng gây như là tổn thương cái vùng sụn trên dây chằng của chúng ta, thì nó sẽ làm cho chúng ta có một cái sức khỏe không tốt khi mà bụng nó to. Thì chúng ta hoàn toàn có thể xử lý nó bằng cái công nghệ LipoTrasound. Thì chúng ta chỉ cần mất khoảng một ngày tới kiểm tra sức khỏe và làm dịch vụ này, chúng ta để về ngay trong ngày thôi, rất là an toàn, nhẹ nhàng, và chúng ta sẽ có một cái bụng đẹp, và chúng ta tự tin hơn, đi lại thoải mái hơn, sức khỏe chúng ta cải thiện tốt hơn, và nó rất là nhẹ nhàng.